Đã có 3 tiền án và vừa bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Lý Trần Khải, sinh năm 1980, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc, tiếp tục đánh người gây thương tích và mức án mà bị cáo này phải trả là 2 năm 9 tháng tù. Phiên tòa đã được Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vào sáng ngày 16 tháng 9 năm 2020. Theo cáo trạng, bị cáo Khải cho rằng mình bị mất tài sản nhưng đến trình báo công an phường mà không được giải quyết. Khải nghe có người nói anh Phan Quang Hải, phó ban nhân dân khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, biết người lấy trộm tài sản của mình, nên vào khoảng 7 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020, Khải gặp anh Hải đang ngồi. Khải liền hỏi anh Hải tên trộm đâu. Anh Hải trả lời không biết. Khải liền lao vào dùng tay và ghế nhựa đánh liên tục vào người anh Hải. Khi có người can ngăn mới dừng lại, khiến anh Hải bị thương tật tỷ lệ 2%. Được biết, bị cáo Khải từng có 3 tiền án về các tội danh chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và trộm tài sản. Trước thời điểm gây án, bị cáo cũng đã bị công an phường 2 thành phố Sa Đéc xử phạt hành chính số tiền 950.000 đồng về hành vi ném gạch đá vào trụ sở công an và gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa, bị cáo Khải đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Khải mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe người khác và làm mất trật tự trị an tại địa phương, nên tuyên phạt Lý Trần Khải 2 năm 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.